Ngô Dực Phàm tuyển phi trong hội du học sinh Mỹ ép các cô gái uống thuốc văn lời. Bê bối tình ái rúng động của Ngô Dực Phàm tiếp tục có thêm tình tiết mới khiến netizen sốc nặng. Trang BZH đưa tin một nạn nhân nữa vừa đứng ra tố cáo bị nam ca sĩ giở trò đồi bại. Điều đáng nói, nạn nhân này không phải ở Trung Quốc mà tận Los Angeles, Mỹ. Cô gái này đã báo với một luật sư có tên Vương Tịnh rằng việc Ngô Dực Phàm tổ chức những buổi tuyển phi tại Los Angeles, Mỹ vốn là bí mật được công khai trong giới du học sinh. Trước đây, cô từng được quản lý của nam ca sĩ mời tới một buổi tiệc. Mọi hoạt động diễn ra rất cẩn trọng. Tất cả mọi người đều bị thu giữ điện thoại để đề phòng những bức ảnh clip bị lộ ra ngoài. Không dừng lại ở đó, nạn nhân này kể lại rằng có người đưa ra những viên thuốc màu trắng không rõ nguồn gốc. Vì đã uống quá nhiều, nạn nhân không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, cô và Ngô Dực Phàm đã phát sinh quan hệ ân ái. Tất cả những thông tin này đều giống với lời tố của Đô Mỹ Trúc đến bất ngờ. Cô gái này cho biết trước đây cô không dám tiết lộ bí mật này vì sợ bị công kích. Hơn nữa, sau khi xảy ra sự việc lại không có bất cứ bằng chứng nào có thể giúp cô tự bảo vệ bản thân. Chính vì vậy mới giữ im lặng cho tới tận bây giờ. Hiện dư luận đang vô cùng bàng hoàng và sốc nặng trước tình tiết mới này. Một vài bình luận cho rằng hóa ra số nạn nhân hơn 24 hot girl tại Trung Quốc vẫn chưa dừng lại, mà còn có cả những cô gái bị lợi dụng tại các quốc gia khác. Tiếp theo diễn biến ngoài lề xung quanh scandal rúng động của Ngô Dực Phàm, hàng loạt các diễn đàn và blogger chia sẻ thêm nhiều tình tiết mới. Trang iFan mới có thêm một bài viết tiết lộ động thái mới của mẹ Ngô Dực Phàm trong nỗ lực cứu con khỏi chốn lao tù. Dựa theo một nguồn tin trên Dubai, người này chia sẻ rằng mẹ nam ca sĩ bà Stacy Gu đang tìm luật sư để bào chữa cho con trai mình. Bà chạy vậy khắp nơi, rao tiền trong giới du học sinh, sẵn sàng trả giá cao trên trời. Liên hệ với các công ty luật hàng đầu để tìm bằng được nhân tài cứu quý tử. Mục tiêu của bà là có được tấm vé cho con trai được bảo lãnh ra ngoài để chờ xét xử thay vì phải ngồi tù. Trong khi đó, Ngô Dực Phàm lại đang thành khẩn khai báo rất nhiều thông tin với mong muốn được giảm án. Ngoài mẹ của Ngô Dực Phàm, CNET cũng quan tâm tới những nhân vật liên quan đến vụ việc, bao gồm cả quản lý thường xuyên xuất hiện trong các đoạn chat của Đô Mỹ Trúc và các hot girl cùng với người anh họ có tên Ngô Lâm của Ngô Dực Phàm. Theo netizen, người quản lý không hề lộ diện, còn Ngô Lâm lại mất liên lạc. Điều đáng nói, nhiều nguồn tin cho hay, vụ việc của Ngô Dực Phàm còn liên quan đến nhiều nghệ sĩ khác trong giới. Dù rằng chưa có cái tên cụ thể, nhưng có anh họ Đường Tăng là người chắc chắn có đi cùng Ngô Dực Phàm. Không loại trừ khả năng Ngô Lâm cũng đã bị bắt giữ. Vài ngày gần đây, mạng xã hội Weibo và các nền tảng khác xôn xao với những hình ảnh được cho là chụp lén Ngô Dực Phàm lúc bị tạm giữ hình sự. Trong số đó có khoảnh khắc nam ca sĩ ăn mặc sành điệu gồm áo thun đen, quần jean rách và mang kính đen. Dân mạng nhận xét Mỹ Nam chiến ít toát lên phong thái tự tin và sải bước đi như thảm đỏ chứ không phải đang bước vào vòng lao lý. Tuy nhiên, nhiều người tỉnh táo hơn nhanh chóng phát hiện Ngô Dực Phàm không hề bị còng tay, nên nhanh chóng nhận ra rằng đây là ảnh chụp của giọng ca 31 tuổi ở một sự kiện chứ không phải ảnh ở nhà giam như tin đồn. Một số dân mạng tin mắt hơn còn soi được người đi cùng sao phim Thanh Trâm Hành là nhân viên và bảo vệ của anh. Sau đó, iFan cho biết một hình ảnh khác được cho là chụp Ngô Dực Phàm trong tù tiếp tục rộ lên, được lan truyền rầm rộ và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Nội dung ảnh cho thấy chủ nhân hit Bắc Mỹ lớn đã cạo đầu và đang nói chuyện với cảnh sát. Song hình ảnh này cũng ngay lập tức được cho là giả, bởi cựu thành viên EXO chỉ bị tạm giam giữ hình sự, không phải vào nhà tù như trong ảnh. Trên Weibo, phía cảnh sát Giang Tô đã lên tiếng khẳng định đây là ảnh đã được cắt ghép chỉnh sửa, mong mọi người đừng xuyên tạc và hiểu lầm. Đồng thời, cảnh sát Giang Tô cũng chia sẻ bức ảnh gốc tại nhà tù ở Hàng Châu, Trung Quốc để làm rõ mọi vấn đề. Trước đây, hình ảnh chụp tượng sáp của Ngô Dực Phàm tại bảo tàng Madame Tussauds, Thượng Hải, Trung Quốc cũng bị photoshop mặc áo tù. Phía bảo tàng cũng phải có động thái giải thích hình ảnh này là giả mạo và tiết lộ tượng của nam ca sĩ đã được đem đi chỗ khác. Hiện khán giả vẫn đang nóng lòng theo dõi diễn biến scandal của Ngô Dực Phàm, do đó mạng xã hội liên tục xuất hiện nhiều tin đồn vô căn cứ và hình ảnh cắt ghép câu view. Tại showbiz Trung Quốc, vụ lùm xùm này đang có dấu hiệu lan rộng cũng như tác động tiêu cực đến nhiều gương mặt đình đám. Hàng loạt ngôi sao Hoa ngữ như Hà Cảnh, Phạm Băng Băng, Tỉnh Bách Nhiên cũng phải nhờ đến cảnh sát can thiệp vì bị đồn có liên quan đến bê bối của Ngô Dực Phàm.